Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 22 tháng 7 năm 2022, thị trường lúa hè thu vẫn rất chậm. Giá lúa các loại tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đi ngang sau khi điều chỉnh giảm vào ngày hôm qua. Thị trường lúa hè thu vẫn rất chậm, thương lái ngưng mua, giá có xu hướng sụt giảm. Theo các thương lái, thời tiết mưa bão nhiều ngày khiến chất lượng lúa hè thu giảm liên tục, trong khi diện tích lúa chín ngày càng mở rộng tại các địa bàn đồng bằng sông Cửu Long. Giá cụ thể hôm nay như sau: tại An Giang, nếp vỏ tươi Long An 6.100 đến 6.300, nếp An Giang 6.000 đến 6.100, OM 380 giá 5.400 đến 5.600, IR 50404 giá 5.300 đến 5.500 đồng. Nàng Hoa Chín ở mức 5.900 cho đến 6.100 đồng. Đài Thơm 8 là 5.800 cho đến 6.000 đồng. OM 5451 giá 5.600 cho đến 5.800. OM 18 giá 5.700 cho đến 5.900. Tại Sóc Trăng, OM 380 giá 5.400 đến 5.600. Đài Thơm 8 5.800 đến 6.000 đồng. IR 50404 5.400 đến 5.600. VNR 20 5.500 đến 5.700. OM 4900 5.700 đến 5.900. OM 5451 giá 5.600 đến 5.800. OM 18 giá 5.700 đến 5.900. Lúa Tài Nguyên 6.700 đến 6.900. RVT 6.700 đến 6.900. ST 24 ST 25 từ 8.000 đến 8.200. Tại Cần Thơ, IR 50404 giá 5.400 đến 5.600. Đại Thâm 8 5.800 đến 6.000 đồng. OM 5451 giá 5.600 đến 5.800. OM 18 giá 5.700 đến 5.900. Jasmine là 7.000 cho tới 7.200. Tại Đồng Tháp, OM 380 giá 5.500 đến 5.600. IR 50404 giá 5.400 đến 5.600. Đài Thơm 8 5.800 cho đến 6.000 đồng. OM 5451 giá 5.600 đến 5.800. OM 18 giá 5.700 đến 5.900. Nếp vỏ tươi Long An 6.100 đến 6.300. Tại Kiên Giang, lúa tươi IR 50404 là 5.500 đến 5.700. OM 380 giá 5.500 đến 5.600. IR 50404 là 5.400 đến 5.600. Đài Thơm 8 là 5.800 đến 6.000 đồng. OM 5451 giá 5.600 cho đến 5.800. OM 18 giá 5.700 đến 5.900. Jasmine là 7.000 cho tới 7.200. Nàng Hoa là 5.900 cho đến 6.100. Lúa DS1 giá từ 6.500 đến 6.800 đồng. Tại Long An, nếp vỏ tươi Long An 6.100 cho đến 6.300. IR 50404 giá 5.400 đến 5.600. Đài Thơm 8 là 5.800 cho đến 6.000 đồng. OM 5451 giá 5.600 cho đến 5.800. OM 18 giá 5.700 đến 5.900. ST 24 từ 5.100 cho từ 8.100 nha bà con, cho tới 8.200. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi, tùy theo chất lượng lúa nữa nha bà con nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn và kính chào.